Những bạn nào mà học về sợi và làm về sợi thì chắc chắn là phải biết đến cái máy này. Cái máy này nó được mệnh danh là huyền thoại trong cái việc làm sợi nha mọi người. Người sử dụng máy này nhiều nhất ở Việt Nam thì chắc chắn là cô Thủy Chung, với cái trường phái là sợi siêu nét, siêu thực. Và đây chính là cái bản thiết kế bên trong của cái máy. Các bạn xem qua để hiểu qua về cái cấu tạo của nó nha. Đây là những cái đồ mà tặng kèm với máy, bao gồm có đầu ngòi, kim và trục thay thế. Tiếp theo là một nọ mỡ bò để chúng ta có thể bôi trơn chăm sóc, thỉnh thoảng chúng ta đem ra bảo dưỡng. Chúng ta còn có thêm một cục nguồn đi kèm và cái cục nguồn mà chạy bằng pin tiểu nếu chúng ta ở miền núi không có điện nha mọi người. Đây là cái bánh nhựa để mà thay thế nếu như chúng ta làm mất cái bánh cầm zin của nó nha. Đấy, đây là chạy quả bao quả pin con thỏ nha. Tiếp theo là những cái hũ để đựng mực, nó có bông ở trong đó để chúng ta sẽ nhỏ mực vào và tập hoặc là làm khách. Chúng ta có hai nọ mực tập là nọ mực màu đen và nọ mực màu nâu đỏ nha mọi người. Mọi người xem qua cái thao tác mà mình nắp kim nha. Mình sẽ mở bung ra để cho mọi người xem cấu tạo bên trong của nó chi tiết như thế nào nhé.